Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Ngồi đi con, ngồi đi. Ghế này nó không vững hay sao? Em đừng có dối lòng. Quý vị khán giả thấy rõ ràng á, lần nào cũng vậy, gặp ai cũng vậy là Thuận rất là mau miệng. Ơ, chào bạn, chào cặp vợ chồng. Nhưng mà ngày hôm nay thái độ em hơi kỳ cục. Em nhìn vô một hướng một thôi, nhìn thấy không được. Và em té cái té đầu tiên như vậy là chị thấy không hợp lý. Cái ghế này không có vững. Không phải vững. Cô dâu quá xinh xắn mà, đúng không? Bây giờ em tên gì em nói đi. Là em tên là Phạm Thị Hiếu, năm nay em 22 tuổi và nghề nghiệp của em là nội trợ. Còn em? Em tên là Nguyễn Đức Thịnh, năm nay em cũng 22 tuổi và em ở nhà kinh doanh ạ. Lấy nhau được mấy năm rồi? Em lấy nhau được 2 năm 5 tháng rồi ạ. Có nghĩa là lúc 20 tuổi là đã làm đám cưới rồi đó. Nghe Thuận là nhỏ xíu xíu á. Vậy thì cái chuyện tình của các bạn là được bắt đầu bằng những câu chuyện như thế nào? Tụi em có học chung một cái trường cao đẳng, sau đó có học chung một cái lớp quân sự. Thì em thấy có cô bé xinh xinh, dễ thương. Xinh ơi là xinh á. Em mới bảo với bạn em mà, ê mày, mày có tin tao nháy mắt với con bé kia không? Thế là bạn em nó cười, nó không nói gì, cái em quay qua em nháy mắt luôn, nháy mắt. Sao em lúc này có thấy em có nháy lại không? Có, lúc đó em đang ngồi chơi với bạn em á, thì thấy tự nhiên có thằng nào nó ngồi bên kia kìa, tự nhiên nó quay qua, tự nhiên nó nháy mắt mình cái. Và lúc đó em cũng không có ấn tượng gì, chỉ cảm thấy là tự nhiên cái thằng này có đôi mắt một mí nháy nháy nữa, nhìn nhìn thấy tếu tếu buồn cười lắm. Thế là em cười lúc đó em buồn cười. Đó, em cười vậy là anh này còn chết nữa, bởi vì lại có cô gái có chiếc răng khẩn. Đúng vậy. Lúc mà thấy bạn em cười vậy thì cái cảm giác của em tưởng là em đã chiến thắng hả hay sao? Chưa tự tin chiến thắng được. Có nháy tiếp không? Sau đó em mới rủ bạn em bảo mày với tao tới bắt chuyện với cô ấy. Bắt chuyện xong thì bạn em xin số điện thoại của cô ấy. Em thì lúc đó tận dụng cơ hội mình cũng lấy số điện thoại luôn. Nhưng mà không cho biết, mình nhớ đầu tí nữa mình ra mình mới là nghe đúng không? Dạ. Sau đó em thì em có nhắn tin cho mình làm quen được không? Sao nữa? Em nhắn tin cho bạn, không nhắn tin lại. Cái em mới bực mình, em nghĩ trong đầu chân chẳng. Em mới nhắn tin bảo có gì mà nhắn tin mà không trả lời, sao mà người gì mà chẳng thế. Lúc đó em đang đi xem phim là không có biết có tin nhắn. Xong rồi lúc sau mở điện thoại lên thì em thấy có 2 tin nhắn liên tục luôn. Em mới nhắn tin lại cho hỏi bạn là ai vậy. Thì anh này anh nhắn tin lại tên là mình tên vô danh. Nhưng mà cái lúc đó khi mà hai người con trai cùng ngồi ở trên á, một người thì quay xuống nói chuyện với em, còn một người thì như này, thì cái cảm giác của em đối với hai người đó là em thích bạn nào hơn? Bạn kia thì đẹp trai hơn bạn này. Sau đó thì em có quen bạn kia đó. Rồi trong cái thời gian mà bạn kia chở bạn này thì bạn ấy tâm trạng thế nào? Từ lúc đầu nhìn cô ấy dễ thương xinh xắn, có cái cặp răng khẩn rất là đẹp, rất là có duyên, bị hớp hồn từ lúc đó luôn, đúng là yêu đơn phương luôn. Em có biết bạn này yêu đơn phương em không? Dạ không ạ, em không biết ạ. Không hề biết luôn? Dạ không ạ. Đến khi nào thì mới biết? Lúc mà ngày sinh nhật của em, tối hôm đó bạn đến chở em đi á, thì em hỏi bạn là đi đâu thì bạn không biết nói, bạn kêu là bí mật lát rồi biết. Thì bạn ấy chở em đến quán cà phê, thấy để sẵn một chiếc bánh sinh nhật ở trên bàn á. Lúc đó em mới biết là này là bí mật tổ chức sinh nhật cho mình. Cảm thấy là chắc bạn này cũng có ý gì đó với mình á, nên là mới làm như vậy. Sau cái buổi tối sinh nhật đó về á, thì bạn ấy có nhắn tin hỏi em là Hiếu có đồng ý làm bạn gái của Thịnh không. Lúc đấy em cũng thích bạn kia, tại vì hai giữa hai bạn này em không biết chọn ai hết á. Em mới phân vân, em kêu là để Hiếu suy nghĩ. Và sau đó em có đưa ra quyết định là em chọn bạn kia. Thì anh này anh nhắn tin em bảo là ừ, nếu mà chọn kia thì đừng có hối hận nha. Ủa lý do gì em nhắn câu đó? Tại vì em đã biết chuyện hết rồi. Nhưng em chỉ nói là cẩn thận đấy. Biết chuyện gì mà hối hận nè. Có nghĩa là như vậy nè, người ta làm tổ chức sinh nhật cho người ấy xong rồi, người ta mới mạch dạn, người ta hỏi là chọn người này hoặc hay người kia, thì bạn này nói tạt cái tâm mặt là chọn bạn kia. Bạn này nhắn là bạn cẩn thận. Bạn này tức quá mới là phải nhắn cẩn thận đó nha. Đúng rồi, cũng buồn. Đó. Đó. Cũng buồn lắm, về nhậu nguyên tháng trời luôn. Nhậu nguyên tháng trời luôn. Và nguyên tháng đó là em là với bạn kia quen với nhau. Dạ. Thì em quen bạn đó được một tháng thì em mới phát hiện ra là bạn đó có người yêu rồi. Và quen được 2-3 năm rồi. Là bắt cá hai tay. Dạ. Xong rồi cái người bạn gái của bạn đó mới hẹn em ra để gặp mặt nói chuyện ba mặt một lời á. Thì lúc đấy em có nhờ bạn này, em kêu là có rảnh không chở Hiếu đi có việc. Thì bạn cũng chở em đi thật luôn. Khi xuống dưới đó gặp bạn thì em mới biết là anh kia lăng nhăng,
thì quyết định là chia tay anh đó. Lúc về thì em có nói bạn thấy chưa? Đã nói rồi, cái thằng yêu thật lòng, không lăng nhăng thì không quen. Mà đi quen cái thằng lăng nhăng, nó chưa. Chưa. Khi mà chứng kiến cảnh mà bạn gái mình chia tay cái bạn kia, lúc đó chắc chắc là rất là vui đúng không? Đúng không? Gì? Sau khi chia tay xong em phải tiếp cận ngay. Không thì thằng khác nó tiếp cận chết cả. Rồi em gọi điện rồi em quan tâm. Tối em lên nhà tận mấy chục cây chở đi chơi. Rồi đến khi nào thì em mới chấp nhận cái tình cảm của mình? Một tháng sau thì em quen nhau. Thì em cũng cảm thấy là anh này anh cũng tốt bụng, cũng chân thành á, cũng yêu thương mình thật á. Thế em đi được ngắn phết đi chứ rồi. yêu nhau thì bao lâu thì cưới? Tụi em quen nhau được một năm thì cưới á. Vậy thì trong một năm đó có bao giờ Thịnh làm cho em giận? Có, lúc mà cua em á thì rất là quan tâm, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện lên nhà em chơi hết á. Nhưng mà khi mà quen nhau rồi á là anh này anh có tật là đi đá bóng mà em nhắn tin gọi điện không có nghe máy á. Nên là em cứ hay nghi ngờ, em sợ người yêu mình chắc đi con này con kia. Lúc mà đang yêu thì anh chị thôi, ai cũng thế thôi. Đúng không? Lúc đó là vẫn còn đang yêu mà, đã lấy nhau đâu. Dạ lúc đó vẫn đang yêu ạ thì. Thế mà đã chỉnh mảng rồi. Dạ vâng, chỉnh mảng. Lúc đó là em coi trọng đá bóng lắm. Đúng rồi. Ham nhậu nữa. Rồi đi nhậu rồi lúc nào rồi đá bóng lúc nào, hai cái thể loại đó khác nhau. Một ngày em đi đá bóng phải từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Rồi từ 9 giờ tối nhậu tới 12 giờ đêm. Nhậu đến khoảng 12 giờ đêm. 12 giờ đêm. Từ sáng cho đến 6 giờ tối là em làm cái gì? Là em ở nhà thôi. Thế thì tại sao cái thời gian đó lại không dành cho? Không thì em là thế này. Yêu thì em rất là yêu nhưng mà không thích nhắn tin nhiều, nó nhảm nhảm sao. Thà gọi điện luôn, Trung Quốc. Sau từ sáng chiều khỏi gọi đi, không quan tâm nhiều vậy, nhiều cặp đâu có được tới với nhau đâu. Rồi vậy thì bao lâu thì mới cưới? Một năm sau. Một năm sau cưới, vậy ai là người chủ động kêu cưới? Cưới chứ, ai kêu cưới? Xin cưới nhưng mà kêu cưới. Đầu tiên là vợ em bảo anh ơi, em thấy các cặp quen nhau 6-7 năm em thấy toàn chia tay không à, thôi hay là mình cưới nhau đi. Em bảo cưới thì cưới, để anh về hỏi mẹ đó. Lúc hỏi mẹ, mẹ sung sướng không? Mẹ ơi, mẹ có thích bế cháu không? Mày nói vậy là sao? Em mới bảo thì mẹ có thích bế cháu không? Em bảo là thì mẹ cho con cưới đi. Thế mẹ mới bảo tao cho mày cưới đấy. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Gần 20. Ủa nè, cái đó là nói cho mẹ vui vui pha trò với mẹ hay là cưới gấp? Hỏi ví dụ mà có cháu là nói đùa hay nói đùa nói thật không? Đùa đó không? Thì nhiều khi gặp bác sĩ bảo cưới. Nhưng mà hai bạn là có em bé chưa? Con có em bé rồi ạ. Có em bé rồi hả? Dạ. Trước em hay mẹ là sau cái lần hỏi xin mẹ làm đám cưới? Dạ sau đó. Hai bạn thì còn rất trẻ, sau khi cưới về rồi đó em phát hiện chồng em có tật xấu gì không? Em phát hiện chồng em có nhiều tật xấu lắm. Cái tật xấu đặc biệt của chồng em á là rất là nóng tính, gia trưởng lắm. Mỗi lần mà nói gì mà không vừa ý là anh hay quát to lên á. Rồi ngoài cái chuyện mà quát vợ vậy còn gì nữa không? Chồng em nói nhiều như đàn bà vậy á, hay bắt tội em. Ngoài ra còn gì nữa không? Còn tật xấu nữa của anh á là sạch sẽ quá mức. Mỗi ngày anh tắm 2-3 lần, và mỗi lần anh tắm là phải cả tiếng đồng hồ. Có mong muốn là chồng tắm ít lại không? Dạ, có. Dạ. Phát hiện cái tật xấu của vợ mình là gì? Hậu đậu, vụng về. Ví dụ ăn cơm suốt ngày cứ rớt, bực mình lắm. Rớt cơm hả? Cứ hay là rớt canh, đồ ăn, rớt đồ. Tại sao thế? Em cũng không biết nữa. Khi mà cầm tự nhiên nó rớt, tôi cũng không biết sao nó rớt. Mỗi lần ngủ thường là em ngủ là em phải ôm vợ mới ngủ ngon được. Nhưng mà đây em cứ quay qua ôm vợ là đẩy ăn để em ngủ đi. Đụng em không ngủ được. Thế con ngủ với ai? Con ngủ với bà. Nó còn gì nữa không? Hết rồi. Em có muốn chồng em thay đổi gì không? Dạ có ạ. Tự lo cho bản thân, tự chuẩn bị đồ cho mình đi. Tại vì đi đâu là em cũng phải chuẩn bị đồ cho em, cả con em nữa. Nên là em lu bu lắm, nhiều việc lắm. Mà mỗi lần anh ấy không có chuẩn bị hết á, rồi cứ nhờ em là em lấy anh cái này, lấy cho anh cái kia. Đó, nên lúc đấy em cũng thấy bực mình lắm. Ngoài ra thì em muốn chồng em bớt nóng tính đi. Trước mặt bố mẹ chồng cứ quát tháo to lên em cũng ngại lắm. Nhiều lúc em cảm thấy mình không được tôn trọng. Thịnh mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt cái hậu đậu vụng về đi.
Cha, cái ca này hơi bị khó đó nghe, không có đơn giản đâu nghe. Thứ nhất là bây giờ là lấy nhau lúc mà còn trẻ nè, dạ, chưa có bung ra đời nè. Bên cạnh đó thì giờ lại có em bé rồi, giờ không biết khuyên sao để nữa rối à nha. Tại vì thực ra mà nói như vậy nè, các bạn phải có một thời gian đó, các bạn tự lập, dạ, tự lực cánh sinh, vâng, thì các bạn mới đúng nghĩa là một cái gia đình nhỏ. Vâng. Chứ bây giờ thực ra là các bạn vẫn là một cái gia đình nằm trong một cái gia đình lớn. Cho nên là rất mà khó để có thể sửa và hòa nhập lại với nhau, dạ, để tạo thành một cái gia đình riêng biệt của các bạn được. Đó, cho nên tôi nghĩ rằng á, với trường hợp của các bạn á, một lúc nào đó các bạn xin phép thử ba mẹ cho tự lực cánh sinh thử coi sao. Dạ. Thì lúc đó tự động các bạn sẽ điều tiết được. Đó, dạ, xin cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn chị.